Là một trong những ngôi sao hàng A có ảnh hưởng nhất làng giải trí Hàn Quốc, nữ hoàng U50 Kim Hee-soo được ngưỡng mộ không chỉ vì gia tài diễn xuất cực khủng mà còn vì nhan sắc lẫn thần thái mê hoặc của cô. Kim Hee-soo từ lúc bước chân vào làng giải trí cách đây hơn 30 năm cho đến hiện tại, tên tuổi cô chưa một lần mất đi sức hút. Minh tinh 50 tuổi được ca ngợi là biểu tượng gợi cảm, biểu tượng sexy. Thế nhưng, cuộc đời phía sau màn ảnh của Kim Hee-soo không được vẹn tròn và thăng hoa như sự nghiệp của cô. Những ngày đầu khởi nghiệp. Năm 16 tuổi, Kim Hee-soo chính thức dấn thân vào nghiệp diễn thông qua vai diễn Na-yeon trong phim điện ảnh Gambo. Na-yeon là cô gái rắc rối, bất trị, giỏi võ và luôn muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Vai diễn giúp mỹ nhân 50 tuổi giành được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc đầu tiên trong đời tại giải thưởng nghệ thuật BSang lần thứ 23. Hai năm sau, cái tên Kim Hee-soo phủ sóng rộng khắp Hàn Quốc khi khoe giọng hát đẹp và nhan sắc thanh khiết trong một cuộc thi hát trên truyền hình. Ca khúc cô hát gây sốt, còn vẻ đẹp ngọt ngào và trong trẻo của nữ diễn viên lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim. Cùng năm, Kim Hee-soo đảm nhận vai chính Sun Sim-ji trong phim truyền hình cùng tên. Ngay sau đó, cô ẩm giải nữ diễn viên mới xuất sắc đầu tiên ở mảng truyền hình do đài KBS vinh danh. Lối diễn tinh tế, sự nhập tâm cùng loạt giải thưởng đầu tiên mở ra cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp thực sự cho ngôi sao sinh năm 1970. Năm lần đoạt giải ảnh hậu. Minh tinh họ Kim đang nắm giữ thành tích đáng nể mà hiếm sao nữ nào đạt được. Đó là 5 lần lên ngôi ảnh hậu tại 3 giải thưởng danh giá nhất gồm Rồng Xanh, Bé Sang và Chuông Vàng. Cô chỉ đứng sau minh tinh Jeon Doo-jeon 8 lần và ngang hàng với Son Ji-jin 5 lần. Năm 1993, vào vai chính Park Yong-shin ở bộ phim điện ảnh First Love, Kim Hee-soo nhận được vô số lời khen có cánh của giới phê bình. Nhờ tác phẩm trên, cô nhận được 2 đề cử cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc tại giải Chuông Vàng lần thứ 32 và giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 14. Kết quả, Kim Hee-soo thắng thuyết phục ở Rồng Xanh, lên ngôi ảnh hậu ở tuổi 23 sau 7 năm cống hiến cho nghệ thuật. Chỉ 2 năm sau, mỹ nhân họ Kim tái lập thành tích lên ngôi ảnh hậu ở giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 16. Đó là trái ngọt cho màn thể hiện đầy cảm xúc trong bộ phim Dr. Bong. Bước sang những năm 2000, Kim Hee-soo bắt đầu thay đổi hình ảnh và thử thách bản thân với nhiều dạng vai khác nhau. Nếu như ở thập kỷ trước, cô thường gắn bó với kiểu vai nhu mì hay khóc và yếu đuối, thì ở thập kỷ mới, nữ diễn viên không còn ngoan hiền. Kim Hee-soo nổi loạn, từ vẻ ngoài gợi cảm cho đến cách chọn vai táo bạo. Sự lột xác đó giúp hình ảnh tên tuổi của mỹ nhân 50 tuổi luôn mới mẻ và thú vị trong mắt công chúng, dù ngày càng có nhiều bóng hồng xinh đẹp xuất hiện trên màn ảnh. Sự nghiệp của Kim Hee-soo ngày càng thăng hoa. Trong vòng một thập kỷ từ năm 2000 đến năm 2010, chi đại có thêm 3 lần lên ngôi ảnh hậu. Với thành công của Hypnotize, nữ diễn viên liên tiếp thắng giải, nữ diễn viên xuất sắc ở giải Chuông Vàng lần thứ 42 và giải thưởng nghệ thuật BSang lần thứ 41. 2 năm sau, danh xưng ảnh hậu một lần nữa đến tay Kim Hee-soo tại giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 27, nhờ vai diễn Madame Jeong ở tác gia The Hydrollers. Ngoài 5 lần ẩm giải cao nhất ở 3 giải thưởng danh giá, cô còn bỏ túi hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác. Đó là những mốc son đáng nhớ ở mạng điện ảnh của Kim Hee-soo. Ở mảng truyền hình, cô cũng tạo dựng chỗ đứng vững chắc thông qua loạt phim gây bão toàn châu Á như Did We Really Love, Trang Hee Bin Style. Did We Really Love là dấu ấn khó quên trong cuộc đời diễn xuất của mỹ nhân 50 tuổi. Kim Hee-soo thủ vai cô giáo Shin Hee-un, người đánh cắp trái tim Kang Jae-woo, Bae Jong-jun đóng, bằng sự nhẹ nhàng, mong manh và nữ tính. Cuộc tình của họ trải qua nhiều thử thách, hạnh phúc và nước mắt đan xen, nhưng vẫn bị chia lìa bởi cái chết của chàng trai. Nhờ cốt truyện hay và diễn xuất có chiều sâu, người đẹp chinh phục hàng nghìn khán giả khó tính. Did We Really Love trở thành bộ phim quốc dân, phủ sóng toàn châu Á và đưa danh tiếng Kim Hee-soo lên một tầm cao mới. Với gia tài diễn xuất và giải thưởng đồ sộ, Kim Hee-soo dần trở thành cái tên quyền lực của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được đồng nghiệp yêu mến, đàn em kính nể và công chúng mến mộ suốt 34 năm cống hiến cho nghệ thuật. Truyền thông và khán giả ca tụng cô bằng danh xưng chị đại, bà hoàng màn ảnh. Có khá nhiều câu chuyện thú vị về quyền uy của chị đại Kim trong giới diễn xuất chỉ vì cô quá đẹp, quá thu hút. Trong số đó, có việc không ít sao nam hàng từng thú nhận cảm thấy rất hồi hộp khi đứng cạnh Kim Hee-soo, hay việc mỗi lần cô xuất hiện là cả phim trường đều trở nên im thin thít. Gặp chị, ai cũng tự động ngoan ngoãn. Nam diễn viên Oh Ji-ho từng hợp tác với Kim Hee-soo trong phim truyền hình Queen of the Office. Có lần, anh chia sẻ với báo chí, chị Kim Hee-soo đáng sợ một cách khó lý giải nổi. Sự thật là không chỉ mình tôi, mà bất kỳ ai gặp chị ấy cũng đều nhanh chóng trở nên lễ phép, lịch sự. Lúc ở phim trường cũng vậy, hễ nhìn thấy chị là dù có đang ầm ĩ chuyện gì, thì tất cả mọi người cũng lập tức im lặng. Không ai biết vì sao lại như vậy.
không phải là có chuyện bất tiện gì đâu, chỉ là tôi cũng không biết vì sao thôi. Phụ nữ khi nhìn vào chắc sẽ thấy chị ấy thật ngầu, chúng tôi lại cảm thấy sợ. Tôi đã là khá sợ khi ở cạnh chị ấy. Nam diễn viên cho biết thêm, khi ở phim trường, tiền bối Kim Hee-soo mà bước đến thì việc đầu tiên mọi người làm là trở nên im lặng. Tuy không biết tại sao nhưng tất cả đều luôn hành xử như vậy và đều đợi đến khi tiền bối cất lời rồi mới nói chuyện tiếp. Em út của dàn cast The Tivis Kim Soo-hyun từng rất bẽn lẽn khi đứng trước tiền bối họ Kim. Được biết là cậu em đã về nước sau khi phim quay xong ở Macau, nhưng giờ lại thấy cậu vẫn đứng ở đây. Chị Kim hỏi, ủa em chưa về hả? Kim Soo-hyun nhìn thấy chị Kim thì bỗng bước lui và trả lời lúng túng. Đừng đừng là ông Hoàng Hollywood mà cũng có lúc cười tủm tỉm vì được chị đại ôm má thế này đây. Đến đạo diễn uy quyền cũng phải nhún nhường. Cũng theo tiết lộ của Oh Ji-hoo, ngay cả những người có tiếng nói nhất đoàn làm phim như đạo diễn cũng trở nên nhã nhặn hơn khi gặp Kim Hee-soo. Tiền bối Kim là một người có sức hút rất mãnh liệt. Tôi thì đương nhiên rồi, nhưng đến cả đạo diễn khi bắt đầu nói chuyện với chị ấy cũng khép tay lại và tỏ ra rất lịch sự. Đạo diễn Kim Ji-kun là một trong những vị đạo diễn nổi tiếng nhất điện ảnh Hàn Quốc với các tác phẩm The Good, The Bad, The World, I Show the Devil, A Bittersweet Life, The Age of Shadows, v.v. Quyền lực là thế, nhưng ông cũng không thể vượt qua cửa ải mang tên Kim Hee-soo. Kim Ji-kun nói, mọi chuyện cứ xảy ra như một giấc mơ vậy. Mỗi lần cô ấy bước đến trước mặt tôi là tôi lại nuốt nước bọt. Nên làm gì bây giờ đây? Tỏ ra thân mật hay vẫy tay chào cô ấy? Tôi cứ lo lắng như vậy rồi không biết vì sao lại đứng dậy bất thình lình. Tôi cứ đứng như thế cho đến khi cô ấy ngồi xuống mới thôi. Mỗi lần Kim Hee-soo bước qua đều giống như có một hạt bụi vàng được trải đầy xung quanh cô ấy vậy. Lee Ji-hoon, bạn diễn của Kim Hee-soo trong Signal. Chị muốn dành chút sự quan tâm cho tiền bối sau buổi ghi hình, nhưng cuối cùng chỉ vì hồi hộp quá mà không dám động vào chị Kim. Tài tử Jo Ji-kun, một ngôi sao khác của Signal, cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng khi được mỹ nhân nắm tay ở họp báo phim. Tất cả mọi người đều vây quanh Kim Hee-soo, kể cả minh tinh Jeon Ji-hyun đang mặc váy xanh chấm bi ngồi gần đó. Một khoảnh khắc rất nổi tiếng của Kim Hee-soo, đứng trên bục MC, nhìn thấy fan đang chụp ảnh mình, bèn gửi nghiêng nụ hôn gió tới fan. Chuyện đời buồn và tình duyên lận đận. Sự nghiệp thành công nhưng cuộc đời phía sau màn ảnh của Kim Hee-soo lại gặp nhiều trắc trở. Nữ diễn viên từng cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì thói ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất của bà. Giữa năm 2019, báo chí Hàn đưa tin Kim Hee-soo sống trong căn hộ nghèo nàn vì mẹ ruột nợ số tiền lên đến 1,3 tỷ won. Bà được cho là có thói ham mê cờ bạc, nhiều lần mắc nợ. Nữ diễn viên không ít lần phải trả nợ thay mẹ, khiến cuộc sống của chính cô trở nên khó khăn. Năm 2019, thông qua công ty đại diện, Kim Hee-soo khẳng định cô đã không liên lạc với mẹ ruột suốt nhiều năm qua. Vì vậy, những khoản nợ của bà không liên quan đến cô. Năm 2012, minh tinh 50 tuổi đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ từ mẹ. Cô phải bán tất cả tài sản nhưng không đủ để trả. Sau đó, mẹ cô hứa không tái phạm. Nhưng chuyện đó vẫn tái diễn, vì vậy Kim Hee-soo cắt đứt liên lạc với mẹ. Bên cạnh chuyện gia đình không êm ấm, đường tình duyên của nữ diễn viên cũng lận đận. Từ khi khởi nghiệp, Kim Hee-soo là người kín tiếng về đời tư. Cô chỉ một lần công bố chuyện tình cảm với nam diễn viên có ngoại hình khiêm tốn tên Jun Hee-jin. Tại Hàn Quốc, chuyện tình của họ từng bị gọi là người đẹp và quái vật vì sự chênh lệch ngoại hình. Hai người chia tay năm 2011. Nhiều người cho rằng đàn ông sợ Kim Hee-soo, cô mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán đến mức khiến người đối diện cảm thấy áp lực. Bước sang tuổi 50, qua nửa đời người, minh tinh nổi tiếng vẫn đi về lẻ bóng. Nhắc đến chuyện kết hôn, cô né tránh. Kim Hee-soo nói không với hôn nhân, cảm thấy hài lòng và thoải mái với cuộc sống tự do hiện tại. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không ngừng mong mỏi chị đại của màn ảnh Hàn sẽ tìm thấy bến đỗ bình yên và hạnh phúc thực sự trong tương lai.